Người ta nói cưới vợ là để vợ lo. Lo cái gì mà lo? Người ta nói cưới vợ là mình lời to. Lời cái gì mà lời? Sống tôi chẳng lo gì, chỉ lo ra vô vài ly. Cuộc đời mấy khi có những ưu phiền. Trời sao tôi khổ quá vậy nè. Con tôi chẳng để vợ làm việc gì đâu. Chào bên anh nhất. Từ giữa chén quét nhà làm vườn chăm con, nhưng vất vả trong lòng với tôi xem như là không. Bởi vì tôi yêu thương và tôi nhớ. Vợ tôi là nhất trên đời, lớn hơn cả ông trời. Mỗi khi vợ la, tôi lặng im không nói nên lời. Đàn ông phải thế nếu muốn gia đình ấm êm. Chẳng bao giờ tôi để vợ phải buồn đau. Mặc cho thế giới chê cười, chứ tôi vẫn thương vợ. Mỗi khi vợ kêu, đang ngủ say cũng phải thức dậy. Đời tôi là thế, chỉ muốn vợ cười vợ vui. Giờ vợ có gì là sai đâu. Bởi vì vợ tôi là nhất trên đời. Anh Thường, bữa nay có hai anh em mình á, tâm sự mỏng một cái được không? Là trong tháng này nè, anh bị đòn bao nhiêu lần? 60 lần. Là giảm hay tăng? Tất nhiên là phải giảm rồi. Rồi được giảm luôn hả? Tháng trước 90 lần, ngày 3 cử, giờ còn ngày 2 cử thành có 60 lần nè. Ủa mà sao được giảm hay vậy? Anh mày á, biết thương yêu vợ, chiều chuộng vợ, nghe lời vợ thì được giảm thôi. À, nghe lời hơn rồi đúng không? Hay á. Bí quyết đơn giản. Dạ. Còn chú mày sao? Tăng đột ngột anh. Sao vậy? Thì đâu bình thường mà, tại vì thứ nhất là không có làm thất nghiệp nè. Rồi thứ hai là đi nhậu về trễ nè. Trời ơi, có mấy cú như trời giáng anh. Vô mà vô cái hiểm không nha. Sao? Chỏ mà trứng vô lưng, gối mà cho lên mỏ thì anh tính nghỉ đi. Hèn chi cái mỏ chú bữa nay thấy nó chề hơn luôn á. Nó sưng anh, nó bập bập xuống anh. Khổ lắm anh ơi. Ui sao mà thân phận đàn ông mình khổ thế này. Ai, bởi vì Minh Hoàng, có khi nào trong đầu chú mày suy nghĩ một ngày nào đó chú mày sẽ dùng lên đập vô mặt vợ của chú mày không? Trời ơi, ngày nào muốn suy nghĩ anh. Vậy hả? Ngày nào cũng nghĩ tới chuyện đó luôn á. Rồi sao? Mà làm thì chưa dám làm. À, có suy nghĩ không? Đúng rồi, còn anh sao? Anh thì anh sợ. Anh sợ lắm hả? Ừ. Anh sợ gì? Anh sợ tiên xa chết. Gì ghê hả? Anh làm gì mà tiên xa chết? Quýnh vô mặt cái chết liền. Trời, dám quýnh luôn hả? Ừ. Vậy là anh gan em rồi. Anh mày mà. Tao bữa nào làm thử em coi coi. Không, chỉ nghĩ vậy thôi chứ đâu dám làm. Bà đi vô đây, bà theo tôi. Nhanh cái bà lề mày. Tôi nói bà đi đâu cũng phải nhanh gọn lẹ hết trơn. Quán nghỉ anh ơi. Tôi không có uống nước bây giờ nha. Trời, lâu cáo. Cái địa chỉ đâu? Dạ, cái địa chỉ. Lấy ra. Để trong điện thoại đi. Anh mở cái điện thoại lên liền nha. Cái điện thoại hết pin rồi. Trời đất ơi, tôi giỡn với bà hả bà? Tôi dặn bà rồi là bà lấy tờ giấy cây viết, bà viết ra. Bà bỏ vỏ, bà cần, bà lấy ra, bà mở. Bây giờ bà lưu cái điện thoại bà. Cái điện thoại bà hết pin. Tối nay tôi bà ngủ đâu? Anh ơi, em xin lỗi, bỏ qua cho em đi. Lỗi phải gì? Em xin lỗi, bỏ qua cho em đi. Bà nói tiếng nữa tôi bột tay, bà gãi răng. Anh nói nghe nè anh ơi, cái mình là đàn ông với nhau không à? Mình nói chuyện với phụ nữ á, thì mình đừng có động tay động chân. Nhất là những người giúp việc nè, người ta cũng nghèo khổ, người ta mới làm cho mình chứ đâu phải sung sướng gì đâu anh. Cái gì? Giúp việc hả? Được. Vợ con đó hai bà. Hả? Vợ ông mắng chửi vậy hả? Chửi mới là nhẹ thôi ha. Tôi nói cho bà nghe. Được. Bà nín nghe chưa? Thấy chưa? Bà khóc nữa bạn bọc tay với tôi liền ngay tại đây là nói gì. Anh ơi, vậy tối nay mình ở đâu anh? Hay là mình ra khách sạn mình ngủ đỡ một đêm đi. Bà đi á hả bà? Hả bà? Trời, anh sao vợ anh mà anh xô té cắm đầu vậy? Vợ tôi xô. Tôi xô vợ hai anh chưa? Anh kia. Vợ anh mà anh đối xử vậy hả? Anh có phải là con người nữa hay không? Tôi không là con người chứ là cái gì? Mà tôi nghe đồn là cái xóm này là cái xóm xì vợ đúng không? Ai đồn vậy? Yên tâm, kể từ ngày thằng Bảo này nó về đây, tôi sẽ cải tổ cái xóm này, sẽ thành cái xóm không sợ vợ nữa. Alo, tới gấp nha Minh Hoàng. Bảo nó sắp tới rồi đó, mình phải chứng tỏ cho nó biết là hai đứa mình không sợ vợ, hiểu chưa? Rồi tới gấp đi. Ok. Quán coi cũng đẹp quá ta. Uống gì? Cho ly cà phê coi sợ vợ. Tôi sẽ chứng tỏ cho anh biết tôi không sợ vợ. Tiến xa, pha một ly cà phê cho khách. Ê,
Kêu ai vậy? Tôi nói cô á, pha một ly cà phê cho khách nhanh lên. Ông ngon kêu lại lần nữa coi. Tôi nói cô á, pha một ly cà phê cho khách, nghe chưa? Trời, bữa nay ăn gan cọp hả? Ông dám sai tôi hả Mộng Hương? Tôi sai cô đó. Trời ơi, tới xuống rồi. Ơi là Mộng Thường. Đi vô đây, nhanh lên. Trời ơi, nó tôi chồng chứ. Thì ra nó cũng là thằng sợ vợ thôi. Gồng kia cho nó mệt. Thường ơi. Kiếm Thường hả? Tôi kiếm anh Thường có liên quan tới anh đâu. Vợ đang quánh trọng quánh bầm dập luôn. Ai quýnh này? Vợ ông quýnh ông. Làm gì có chuyện đó. Trời, vậy kế hoạch của mình sao ta? Kế hoạch gì? Kế hoạch gì kệ người ta? Kế hoạch quá gia đình được không? Tí tôi nói là bây giờ là tôi á, là con vợ tôi nấu cháo gà cho tôi ăn. Xong cái bây giờ tôi đem một phần qua cho anh Thường ăn có được không? Phải không? Sao không phải? Anh nói anh nghi ngờ đúng không? Anh nghi ngờ tôi là tôi ở nhà tôi sợ vợ đúng không? Nè, tôi chứng minh cho anh biết nha. Tôi không bao giờ sợ vợ. Ở nhà tôi nói một tiếng, con vợ không dám trả lời tiếng thứ hai. Thì ở đó... Ghê vậy đó hả? Trời, tôi chỉ cần nó thèm cháo gà thôi. Là 5 giờ sáng dậy đi mua gà, mua gạo gì nấu cháo tôi ăn liền. Đừng dân mặt. Minh Quang! Minh Quang! Kìa. Yeah. Trời đất ơi! Đem cậu mơ đi đâu vậy? Hả? Anh dở mặt hả? Anh nói anh nấu cháo tôi ăn mà anh đem con Minh đi đâu? Hả? Cháo nè. Anh đem cho cô nào? Có cho ai đâu, tại vì nấu xong mà tính múc ra đem đi đưa cho em ăn mà chưa kịp đem. Anh lý sự với tôi hả? Anh lý sự phải không? Đây nè, cháo còn y nguyên nè, tính đem cho con nào? Có đem cho ai đâu. Bước này về nhà liền. Đi về. Trời ơi, nó tự nó nấu mà nãy giờ nó đồn, nó la vợ, nó nấu cho nó ăn, nó làm cái ghê quá. Kệ người ta. Tôi nấu cho vợ tôi ăn, mắc mớ đi anh. Cái này là tôi sợ vợ tôi, mà tôi nể, tôi thương vợ tôi thôi. Đừng nói nhiều, bước về đi. Dạ. Biết tại tôi chứ. Ê, tạm biệt không sợ vợ nha. Thì ra hai ông này là hai ông sợ vợ. Cuộc đời không ai như thằng này. Ê chứ hữu, phải pháo gì đi chứ. Thôi qua đây ngồi anh ơi. Ê cái gì vậy? Mấy người này lạ ha. Tự nhiên gặp tôi xa lánh tôi là sao? Ôi, tự nhiên xa lánh với bộ nghi thơ không biết kìa anh. Tụi tôi á không có chơi với mấy người đánh vợ. Mấy anh nói chuyện vô duyên. Vợ tôi đánh ai đâu như mấy anh sợ vợ bị vợ đánh hoài. Tôi nói cho anh biết nha, tụi tôi không phải là sợ vợ mà là tụi tôi thương vợ. Đúng, với lại vợ tụi tôi sợ mắc mớ chứ anh. Không như ai kia suốt ngày đánh vợ hoài. Nè, có ngon, bữa nào ra đường cũng vợ người ta kìa. Mấy hay, mấy bảnh. Vợ mình. Thôi, anh Thường ơi, em cảm thấy em ngồi ở đây em bực bội khó chịu lắm kìa. Mấy mình đi chỗ khác đi. Ê khoan, bây giờ hỏi có bán cà phê không? Không bán. Quán này không bán cho những người đánh vợ, những người kém văn minh, không bán. Thôi mình đi ăn Mộng Thường ơi. Đi. Nè, đánh vợ hoài đi nghe chưa. Bữa nào á, bà bỏ đi luôn cái lúc đó ân hận. Lúc đó ân hận. Làm gì có chuyện đó. Vợ ơi trời ơi là trời. Vợ tôi đâu rồi? Mấy anh ơi, anh Thường. Anh Thường ơi, anh Thường. Ra tôi hỏi cái này thôi đi. Trời ơi, nhanh đi mà, người ta đang gấp mà. Gấp gì, không mưa mà gặp hoài à. Thấy vợ tôi đâu không? Không biết. Trời ơi, mấy anh nói chuyện. Anh chính anh hồi nãy nè. Anh nói là vợ tôi bỏ đi, đúng không? Vợ anh bỏ đi liên quan tới tôi không nội? Trời ơi, thì anh suối nó mới bỏ đi. Ê, bậy bậy nha, anh nói vậy không được nha. Tôi không phải là dạng người mà ăn cơm nhà lo chuyện người ta nghe chưa. Vợ anh đâu, anh tự đi kiếm đi hỏi tôi. Trời đất ơi, rồi bây giờ vợ tôi đâu ta? Ủa, mà sao không biết vợ ông bỏ đi? Thì nó đi, nó để nó viết cái thư lại. Cái rồi ly hôn các kiểu, bây giờ tôi điện thoại nãy giờ nó có bắt máy đâu. Đó, cho anh chừa. Cho chừa cái đợt quýnh vợ quýnh con. Trời ơi, thôi mà nói hoài mà người ta đang nói cái gì đâu. Tôi nói anh nghe nè. Phụ nữ người ta là được trân trọng, là phải yêu thương. Mình không yêu thương họ thì thôi đi, còn đánh đập họ nữa, sao người ta chịu nổi. Vợ chồng á, người ta là phải biết hòa thuận đúng không? Phụ nữ ta đã bỏ nhà, người ta bỏ cha bỏ mẹ, người ta về, người ta chăm sóc cả cuộc đời cho mình. Không thân trọng người ta thôi, rồi còn
đánh đập người ta nữa. Trời ơi, tôi biết rồi, nhưng mà bây giờ tôi chỉ muốn vợ tôi về thôi, chứ tôi có dám đánh nữa đâu. Trời ơi, tôi thề luôn đó, không bao giờ tôi dám đánh nữa. Làm ơn cái đâu đi về giùm cái. Anh em mình giờ chia ra đi tìm nha, giúp giùm tôi. Lần này tôi mang ơn hai anh lắm, tôi nói thiệt. Hối hận rồi phải không? Hối hận thiệt mà. Hứa là mai mốt không được đánh vợ nữa đúng không? Tôi hứa. Hai ông rảnh tự đứng vỗ tay. Đi tìm vợ giùm tôi đi mà. Cần gì tìm? Hả? Nè 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 nè, qua nhận nè. Ôi vợ, vợ, em bỏ ở đâu vậy? Anh đi tìm em làm gì? Anh đâu có thương em đâu mà anh đi tìm em. Anh thấy không, nguyên cái xóm ở đây nè, ai cũng trân trọng vợ hết. Có mình anh là không có trân trọng em, không có thương yêu em. Vậy bỏ anh đi nha. Em anh năn nỉ, anh năn nỉ. Anh thề em luôn, không bao giờ anh dám làm gì em nữa. Đánh đập hành hạ em là không, anh sẽ trân trọng em, anh hứa. Anh hứa anh năn nỉ lần này thôi, anh năn nỉ em nhiều lắm mà. Đó, cũng câu nói này mà ngày xưa tôi nói cho vợ tôi là Thùy Linh nghe đó. Tôi cũng nói cho Tiên Sa nghe đó. Mệt. Ê, em hứa phải giữ lời nha ông. Tôi hứa mà. Ê Minh Hoàng, sớm mình sắp có thành viên sợ vợ nữa rồi. Đông vui mà. Sai. Tôi không có sợ vợ, mà tôi nể vợ tôi thôi. Ê, cái này chỉ nói thôi, phải hành động đi chứ. Đúng rồi, phải hành động đi. Hôn đi, hôn đi, hôn đi, hôn đi, hôn đi, hôn đi. Yeah. Người ta nói cưới vợ là để vợ lo. Lo cái gì mà lo? Người ta nói cưới vợ là mình lời to. Lời cái gì mà lo? Sớm tôi chẳng lo gì, chỉ lo ra vô vài ly. Cuộc đời mấy khi có những ưu phiền. Trời, sao tôi khổ quá vậy nè. Còn tôi chẳng để vợ làm việc gì đâu. Chào bên này nhất. Từ giữa chén quét nhà làm vườn chăm con, nhưng vất vả trong lòng với tôi xem như là không. Bởi vì tôi yêu thương và tôi nhớ. Sao?